Dengan Morrison. Đứng lại. Ê, mày làm gì mà thằng kia được mày dữ vậy? Ủa, em có biết gì đâu, tự nhiên nãy em đi giữa đường giữa xá vậy á, cái em nhìn nó cái mặt nó ghét, cái em đá nó một cái. Cái em đá nó một cái. Vậy cái nó cầm giáo luộc em à, này nó kỳ cục quá. Giờ em trốn được cái cây này nè, anh đừng có chỉ nó biết nha. Em đi nha, em trốn nha, đừng nhớ đừng nói nha. Tức quá đại ca ơi. Chuyện gì? Đại ca còn nhớ cái thằng hôm qua đã đưa đại ca. Mà đại ca không kịp nhớ mặt nó. Em vừa mới bị nó đá đít xong. Nó chạy đâu không biết. Em mà bắt được nó, em cho nó biết tay. Bây giờ làm sao? Bây giờ tao hỏi tụi bay có chịu thả để tao ra không? Bây giờ tao không tại thì sao? Tao hỏi lại một lần nữa, tụi bay có chịu thả thằng để tao ra không? Bây giờ tao không tại thì sao? Tao hỏi lại lần cuối cùng, bây giờ làm sao? Có chịu thả thằng để tao ra hay không? Bây giờ tao không tại thì sao? Thôi được, nếu mà không chịu thả thằng đệ tao thì tụi bay đừng có trách tại sao tao không nói trước. Giờ mày làm gì tao? Rốt cuộc là tụi bay không chịu thả thằng đệ tao ra chứ gì. Được rồi, rồi tụi bay sẽ nuôi cơm nó chết luôn. Rồi tụi bay sẽ nuôi cơm nó chết luôn. Tao đi đây. Ê, dây trai, tao trả anh để cho mày này. Năng nhiều quá, tao chịu hết nổi rồi. Nói sai đâu. Cướp điện thoại gì đâu, thổi anh nè, ai lấy đâu, nó cướp điện thoại. Bị bạo quá.
thổi còn nè, thấy không? Còn. Biết sao không? Hồi nãy chụp hổ. Giờ chụp trúng rồi nè. Đi nha. Thôi cứ đi thôi, cứ đi thôi. Ê. Nói nghe nè bạn, mình có chuyện vui chuyện buồn muốn nói với bạn. Bạn thích nghe chuyện nào trước? Vui trước đi. Vui hả? Tặng bạn 2 tỷ số luôn. Vui à. Biết lắm thì biết là tặng 2 tỷ số là vui mà. Còn chuyện buồn chuyện gì? Chuyện buồn hả? Chuyện buồn là 2 tỷ số mình dò chật lắc rồi. Ôi đi nha. Ê, tao có trò này vui lắm nè. Trò gì? Mày trả lời đúng câu hỏi của tao, tao cho mày 500k. Mày trả lời đúng câu hỏi của tao, tao cho mày 500k. Ê, mày làm gì mày lấy tiền của tao hả mày? Tại thích thì lấy thôi. Chỉ là trả lời đúng rồi nha. Đi nha. Mày không thoát được đâu con trai. Tôi bị con tình yêu. Mới đặt xe cái có xe liền luôn. Anh giờ bây giờ anh chở tôi về nhà giùm đi. Chuyển quá rồi. Đổi. Giờ cái nó bảo hiểm an toàn. Ai gọi phan ai gọi. Alo, nghe bạn luôn. Mày đang đâu vậy? Trời ơi, đi mình nhậu hết nổi rồi, vậy ghìa nha. Hết nổi rồi, mấy bạn chơi vui nha, mình ghìa nha. Về đâu? Trời ơi, về nhà mình chứ đâu. Nãy giờ đang nhậu nhà mày, bây giờ mày về đâu?
Ủa nghe nhậu ha không không nãy giờ nhậu nhà mà không ê vô coi xíu có thật rồi gì mày xíu cái gì rồi, vậy cái gì à không có gì đúng không vô có thể rồi. Ô hai mày sao mày làm được vậy hả ô chị Tâm ơi đây giả quá kinh 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 chị Tâm ơi đó là của tao học chứ chị đi mà